Ajinomoto, xin chào anh em. Chúng ta hãy cùng đến với mini game tài xỉu và xem ngày hôm nay chúng ta có một cái pha bắt. Ui dồi, lại là cầu bệt anh em ạ. Chết giả rồi, cầu bệt thì tay thứ 6 chưa bao giờ bỏ qua cả. Thì thực sự hôm nay đang có những cái trải nghiệm trên điện thoại di động, rất là muốn anh em là sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời như tôi. Nói thật là chơi trên điện thoại di động nó mượt mà lắm, nó êm ả và nó mượt mà lắm luôn. Không có một chút giật gác gì cả, không có một gợn giật luôn, chơi cực kỳ sướng. Hãy cùng xem là chúng ta bắt bệt là thành công ở tay này không. Cầu bệt tay thứ 6 thì không thể bỏ qua rồi. Và chúng ta đã chơi được một tay bệt đầu tiên đã. Tiếp tục triển khai cầu bệt này nhé. Thời điểm gần đây thì ra cực kỳ nhiều cầu bệt luôn. Và những cái cầu bệt thì rất là đẹp. Nên là anh em mình cứ bình tĩnh và triển khai theo cầu bệt nhé. Đó, cứ bình tĩnh và triển khai. Anh em cũng thấy tôi rất hay để bắt được cầu bệt đấy. Bởi vì tôi căn những cái giờ đẹp để tôi triển khai. Và vào những cái tay bệt nó hợp lý. Đấy, vào cược thì đầu tiên vẫn phải nói là tay thứ 6 rồi. Không thể bỏ qua tay đó được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ triển khai tiếp những cái cầu bệt này. Nào, chắc là đi đều đều khoảng 2 đến 3 m đến bao giờ hết cầu bệt thì thôi. Rồi, chắc là tập trung một bàn thôi nhỉ. Tôi thì theo một cái phong cách đó là theo bệt chứ không bao giờ đi theo kiểu là nhi nhô. Nên là lúc nào cũng là theo bệt 100%. Chứ không theo kiểu là bẻ bệt hay gì đâu, hiếm lắm. Hiếm trường hợp tôi đi bẻ bệt lắm. Sau đó tôi cứ theo bệt thôi, theo bệt kiểu là tay thứ 6 là tay to nhất rồi. Sau đó thì chúng ta đi đều đều. Đến bao giờ hết cầu bệt thì sẽ là xử lý sau cầu bệt sau nhé. Không cần phải xem con xí ngầu thứ 3 nữa. 1 và 2 rồi thì xem chi con xí ngầu thứ 3 làm cái gì. Đúng không? Ổn. Tiếp tục. Tiếp tục. Vẫn là 268 và đi đều đều. Ok. Vào cược thôi. Vào cược, đó, được tay thứ 7 rồi. Liệu có tay thứ 8 hay không? Bàn đỏ có gì không nhỉ? Bàn đỏ thì không có gì cả. Chỉ có bàn xanh thôi, vẫn duy trì ở bàn xanh với một cái cầu bệt. Đó. Anh em cứ hỏi tôi là tại sao bắt được cầu bệt nhiều thì tôi dành nhiều thời gian đi bắt thôi. Với cả tôi thật sự là rất sắc nét ở trong cái việc đi vào bệt đấy. Đấy, đi cược các thứ nó rất là chỉn chu. Anh em cũng có thể là xem theo nhá. Cần một con át cơ. Úi dồi, vẫn kéo được át như thường với cầu bệt 8 tay. Nào, chúng ta hãy cùng đến với tay thứ 9. Liệu có tay thứ 9 hay không? Bình thường thì nếu mà tầm được 9-10 tay thì là một cái cầu bệt quá ngon rồi. Không có gì mà phải suy nghĩ cả. 9-10 tay là một cầu bệt dài đấy. Còn 6-7 tay thì là cầu bệt ngắn. 8 tay là một cái cầu bệt trung bình. Đây là một cái cầu bệt trung bình. Chúng ta đang chơi 268 và phải duy trì cái việc cược bệt này bính nhiều nhá. Đúng bính nhiều luôn. Bao giờ bằng hết thì thôi. Bao giờ bằng hết bệt thì thôi. Nào. Bàn này thì đang có cầu 1-1 này, sau một cái liền xỉu. Thì thực ra này sau cầu bệt cũng rất dễ ra cái cầu 1-1. Nhưng mà tùy lúc tôi mới vào thôi. Còn bây giờ chúng ta vẫn chơi theo kiểu bình thường. Vào cược. Hơi bị lệch, khả năng pha này là sẽ là một pha trả cái rồi. Vì lệch cược lên tới 3 lít, 4 lít như thế này thì tỷ lệ ăn của chúng ta là rất thấp. Vẫn ăn như thường và không cần xem con xí ngầu thứ 3 nhé. Tay thứ 9 của cầu bệt, hay quá. Nào, cùng soi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một pha bắt cầu bệt 9 tay. Cực kỳ hay và chúng ta đang ăn được tay thứ 4 liên tiếp rồi. Liệu có cầu bệt 10 tay hay không? Có, tôi đã từng bắt những cái cầu bệt trên 10 tay nữa cơ. 12, 13 tay mà khi mà gần như là chúng ta full. Full ở cái cầu dưới này bằng cái bệt đó. Thế mới kinh chứ. Có chứ, có rất nhiều cầu bệt rất là hay. Anh em cũng có thể lưu ý và triển khai nhá. Nào, với việc là vẫn giới thiệu một chút là tôi đang chơi trên ứng dụng của điện thoại di động. Nên anh em cũng có thể là xuống dưới phần mô tả, lấy link game và tải ứng dụng về. Tải ứng dụng thì có cực kỳ nhiều cái hay cơ. Bởi vì chúng ta thỉnh thoảng có xong kiếm ở Big 2 bàn ấy. Thì chơi trên ứng dụng nó không hề giật lag luôn. Và thật sự là những cái trải nghiệm nó tuyệt vời thì cảm xúc của anh em tốt hơn. Chơi nó thăng hoa hơn, chốt lãi nó tốt hơn. Đúng không? Rồi, với một tay như này chúng ta hãy cùng xem. Cần một con ít chấm và vẫn là ăn như thường, có tay thứ 10.
có tay thứ 10 với khoảng, tôi chẳng nhớ, nhưng mà nói chung là hai mươi mấy mà lãi rồi, chắc chắn là hơn 20 mà lãi rồi. Liệu có tay thứ 11 hay không? Nếu anh em là theo cái phong cách bẻ bệt thì có thể là những cái tay sau này có thể đi bẻ rồi nhá. Tầm này thì có thể đi bẻ rồi. Còn tôi dĩ nhiên là tôi không phải là một người đi bẻ bệt, đâm ra là tôi chơi kiểu khác. Cầu 11 bên này cũng khá là dài đẹp này. 268. Ok, 268. Cược như vậy có lớn hay không? Không lớn, tôi đảm bảo với em mà không lớn, nhưng tầm này có thể là giảm cược đi được nhá. Tôi thì tôi vẫn quyết tâm là trả cái lên một tay, kể cả nó không ăn thì vẫn trả cái đủ đủ 268, chứ không không có kiểu lom rom đâu. Chơi nó phải xông xênh nhưng mà tí gọi là sởi lợi trời cho ấy, keyboard thì không được đâu nhá. Vào cược khá là cân cả hai bàn. Hãy cùng xem là một tay cân cược thì chúng ta sẽ có cái gì. Liệu có tay thứ 11 hay không? Dễ ra tay thứ 11 lắm. Đúng rồi, có tay thứ 11 anh em nhé. Tuyệt vời, và chúng ta có một cầu bệt 11 tay. Hiếm lắm, lâu lắm đấy, một cái cầu siêu cầu bệt như thế này. Bắt quả siêu cầu bệt 11 tay như thế này thì kinh khủng. Thật sự là kinh khủng khiếp. Ok, chúng ta có tay thứ 12 hay không? Hãy cùng chờ xem. Có tay thứ 12 hay không nhé. 11 xuống 10, 12 xuống 11, có một con 11 nó lại xuống mấy lần rồi này. Thôi kệ đi, chúng ta sẽ quyết tâm là chơi theo cái cầu bệt này đến cùng, đến bao giờ ngừng bệt thì thôi, ngừng bệt là ngừng chơi nhá. Sẽ không đánh thêm, không xử lý sau bệt gì cả. Siêu cầu bệt bắt chốt lãi quá tốt rồi. Siêu cầu bệt chốt quá nhiều lãi rồi và chúng ta hãy cùng xem là có một tay triển khai luôn và ngay hay không. Vào cược. Rồi. Cùng xem có tay thứ 12 hay không, hay liệu là có cầu bé tay thứ 13 hay không. Khủng khiếp nhờ, như hơn một tỏi của những anh em đang đi bẻ bệt, và chúng ta cần một con ít chấm nữa. Úi dồi, con át chắc chắn rồi, con nhọt, con nhọt, và chúng ta có tay thứ 12. Xin chia buồn với một tỏi mốt anh em đang đang đi bẻ bệt nhá. Tôi bảo rồi, cầu bệt là phải theo rất căng thẳng, và chúng ta đang theo rất đều với cầu bệt này, siêu cầu bệt 12 tay. Liệu có tay thứ 13 hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Bàn này thì sao? Bàn này thì kệ nó đi. Bàn này thì có cầu 11 ngắn ngắn rồi, tạm thời bỏ đó. Kinh nhỉ. Sướng nhỉ, bắt kiểu sướng chứ. Thật sự là sướng. Hãy cùng xem có tay tiếp theo hay không. Tay thứ 13 thật sự là bình thường tôi bắt đúng là mắc binh của cầu bệt là tôi bắt được 13 tay. Nhưng ngày hôm nay liệu có bắt được tay thứ 13 hay không, hay có thêm tay thứ 14 hay không thì càng tốt. Nhá, xem có tay thứ 14 hay không. Liệu có được tay thứ 14 thì càng hay. Ui dồi ôi, chênh cược và chênh theo phía bất lợi của chúng ta. Không thành vấn đề, vẫn cố được, vẫn chơi được. Ngừng thì trả cái thôi, không sợ nhá. Vẫn thành công như bình thường. Đấy, xin chia buồn với 7 lít của anh em nào đi bẻ bệt. Và tôi có tay thứ 13. Nào hãy cùng tôi xem có tay thứ 14 hay không. Nếu có tay thứ 14 anh em chụp lại cái màn hình giúp tôi nhé. Nếu có tay thứ 14 anh em chụp giúp tôi cái màn hình. Khi mà nó kinh khủng khiếp quá cái cầu bệt này. 13 tay rồi. Siêu cầu bệt 13 tay. Siêu cầu bột 14, 15 tay. Xem nào để full cái cầu dưới màn hình trắng tinh xem nào. Tầm này đã chụp màn hình lại rồi anh em ơi. Khủng khiếp. Bắt siêu cầu bệt, super super siêu 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 cầu bệt thì đúng hơn, chứ không phải là một cầu bệt bình thường nữa. Bàn này thì vẫn là bình thường, chưa ra thêm một cái gì. Và chúng ta liệu có tay thứ 14 hay không thì hãy cùng chờ đợi nhá. Đấy, anh em lưu ý này, cái cầu bệt thì tay thứ 6 thì sau đó đi đều đều giống tôi, nó sẽ là một cái phương án tốt hơn. Còn trong trường hợp nào mà ngừng bệt sớm quá thì anh em mình xử lý sau bệt là tuyệt vời hơn. Tôi cũng hướng dẫn anh em xử lý sau cầu bệt rất là nhiều rồi. Nào, chúng ta hãy cùng xem là tay thứ 14 có hay không nhá. Vẫn có tay thứ 14 như thường anh em nhá, siêu cầu bệt. Thực sự là đây là lần đầu tiên tôi bắt được cái siêu cầu bệt 14 tay như thế này. Chưa bao giờ có cái trường hợp nào nó kinh khủng như thế này luôn anh em ạ. Và kinh nghiệm của tôi thì cũng là đến 4 đến mấy năm chơi cái bộ môn điện thoại quay ngang này rồi, chưa bao giờ thấy một cái cầu kinh khủng khiếp như thế này. Nào, có tay thứ 15 hay không? Full màn hình hộ tôi cái. Full màn hình trắng hộ tôi cái nào. Full trắng màn hình hộ tôi cái nào. 34 giây. Vẫn là 268, vẫn đi đều đều. Vẫn đang có khoảng hơn 2 lít anh em đi bẻ cầu.
đang có khoảng hơn 2 lít của những anh em đi bẻ cầu. Chúng ta hãy cùng xem là những anh em đi bẻ cầu sẽ có thành công hay là những anh em theo bệt như tôi mới thành công. Nhưng tập này thì tôi cũng có thể là mong là những anh em nào đang thua tha quá có thể bẻ cầu thành công. Thật sự là sau đó thì có thể là quay lại xem cái clip của tôi để ứng dụng lại về những cái phương án sau. Chứ tầm này thật sự là vất vả cho anh em bẻ bệt quá. Chúng ta cùng chơi cùng nhau mà, nên là tôi cũng rất đồng cảm với anh em. Nhiều khi là thật sự là cố ấy. Rồi, vậy là xin chúc mừng khoảng hơn 6 lít của anh em nó đi bẻ bệt nhá. Anh em chụp lại giúp tôi với một cái siêu cầu bệt 14 tay, chúng ta quá thành công của ngày hôm nay rồi. Đó, nếu mà anh em nào thích chơi cầu bệt thì xuống phần mô tả lấy link game và triển khai luôn nhá. Và tôi cũng hướng dẫn anh em rất là nhiều cách bắt cầu của cầu bệt rồi. Rồi, xin phép tạm dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp anh em ở những video sau. Chúc anh em có những cái cầu bệt thật dài và chụp lại thật tốt với mini game tài xỉu nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.